Chào anh em, ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái kèo cờ lam airdrop nhận được 100 cái đồng coin baby mon shiba nhá. Thì hiện tại là cái kèo này nó còn 25 ngày nữa nó sẽ kết thúc. Đây là cái kèo xổ số nhá anh em. Đó, chúng ta sẽ xem thêm cái tổng cung của nó là bao nhiêu nhá. Tổng cung của con này thì chỉ có 200 triệu thôi, rất là ít nhá. Và hiện tại thì đã có hơn 2.000 địa chỉ ví hold rồi. Đó, số lượng người tham gia cũng tương đối là nhiều này. Và kéo xuống đây thì chúng ta thấy là ở đây họ cũng buy rất là nhiều nhé. Buy 0.01 BLB thì sẽ được 1.000 cái đồng coin này nhé. Còn iClam thì là được 100 này. Đấy, cái danh sách mà người ta buy nó cũng có ở đây nhé. Ở đây người ta cũng buy 0.2, 0.02 BLB này. Đó, các bạn có thể là vào cái mục contract này để các bạn xem cái số lượt người tham gia, người ta mua hay là người ta cờ lam nhiều hay ít ấy, để mình tham khảo. Nó thì cũng khá là nhiều người mua nhé, cũng 50-50 người mua người cờ lam. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cờ lam cái kèo này nhé. Thì khi cờ lam anh em nhận được là 100 cái đồng coin này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại ví này. Thì anh em có thể dùng ví chớt hoặc ví MetaMask hoặc ví Sipple đều được nhé. Sau đó chúng ta sẽ vào mục đáp này và dán cái contract vào ô tìm kiếm này nhé. Tiếp theo thì ấn hoàn tất và sẽ đổi cái mạng ETH này sang mạng sớm mắt chan này. Đó, kèo này thì còn 25 ngày nữa nó sẽ kết thúc nhé. Chúng ta có thể kéo lên để xem ở dưới này nó có những cái thông tin về mua bán này nhé. Thì hiện tại nó đang mở bán ở cái vòng đầu tiên ý, thì khi anh em buy 0.01 BNB thì sẽ nhận được là 1.000 đồng này nhé. Đó, và khi mà đạt được 2.500 lượt hold thì nó sẽ hiển thị ở trên logo ở trên chốt wallet nhé. Nó sẽ có logo ở trên ví chớt này. Còn khi đạt được 5.000 lượt hold thì nó sẽ liệt kê trên coin Gecko và coin MarketCap nhé. Đó, đây là cái lộ trình thông tin của nó nhé. Đó, anh em có thể là tìm hiểu thêm một số thông tin trong này nhé. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cờ lam nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào mục cờ lam này. Còn bạn nào muốn mua thì các bạn sẽ nhấp vào đây điều chỉnh số lượng nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấp vào mục buy này. Đó, bây giờ mình nhấp mục cờ lam này. Phí của con này hết 1,79 đô nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào mục chấp thuận này. Sau khi xong thì chúng ta sẽ lấy contract này. Lấy contract để bật hiển thị ở trên ví nhé. Đó, bạn nào làm thì lấy cái đường link mình để phần mô tả video rồi các bạn lấy nhé. Đó, chúng ta sẽ copy cái link nó ở đây. Sau đó thì trở lại giao diện ví chính nhé. Chúng ta nhấp vào mũi tên đảo chiều góc trên này và dán vào ô tìm kiếm nhé. Đó, tiếp theo thì nhấp vào tự thêm các đồng tiền mã hóa này. Chọn mạng lưới là ETH đổi sang Smart Chain này nhé. Địa chỉ hợp đồng thì dán contract vào đây. Nhấp vào chữ dán này. Nó hiển thị đầy đủ thông tin này. Chúng ta sẽ nhấp vào mục làm xong nhé. Đó, như vậy là mình đã hướng dẫn cho anh em nhận được 100 cái đồng coin Baby Mon Shiba nhé.